hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương và đợt thi đua đặc biệt 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em vùng cao do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình vì phụ nữ trẻ em vùng cao tại xã Đắc Rinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, với mong muốn sẻ chia những khó khăn với người dân tại đây do cơn bão số 13 gây ra. Vượt hơn 100 cây số, đoàn công tác của Hội Phụ nữ Công an thành phố mới đến được trường mầm non tiểu học xã Đắc Rinh, Đắc Rê. Con đường duy nhất nối với điểm trường giờ đã xuống cấp sau mỗi lần mưa lũ, phải khó khăn lắm. Cuối cùng các cán bộ chiến sĩ mới đến được với điểm trường này. Khi thấy chúng tôi, cô trò ở đây rất đỗi vui mừng. Là vinh dự được các đoàn thiện nguyện của Công an thành phố Đà Nẵng lên thăm và trao quà cho các cháu. Nhân cái dịp này thì cô và trẻ ở trường cũng rất là cảm ơn đoàn và cũng rất là vui mừng khi mà thấy các cháu là có những cái món quà, những bánh kẹo. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học liên xã Đắc Rinh, Đắc Rê là một điểm trường xa xôi của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 90% các em học sinh theo học ở đây là con em người đồng bào dân tộc thiểu số như Dẻ Triên, Cơ Tu. Mỗi em đều có những điểm khó khăn riêng, nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò, những con chữ vẫn được gieo trên vùng đồi núi treo leo. Đồng cảm và chia sẻ, hơn 400 xuất quà trị giá 93 triệu đồng, gồm sách vở và những dụng cụ cần thiết khác, phục vụ cho việc học tập đã được hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố trao tặng cho các em học sinh tại đây. Ngoài ra, đoàn đã hỗ trợ tổng số tiền 40 triệu đồng cho những hộ gia đình khó khăn và sống gần khu vực biên giới Việt Lào. Hôm nay em rất vui và rất hạnh phúc khi được nhận những món quà ý nghĩa từ các con chú, từ cô chú công an ở Đà Nẵng. Đây là động lực rất lớn giúp em và các bạn cố gắng trong học tập. Cơn bão đã đi qua và tình người còn ở lại. Động lại trong suy nghĩ của thầy và trò, nhân dân của xã Đắc Rinh, Đắc Rê chính là tình cảm của những cán bộ chiến sĩ, hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng. Bằng tất cả tấm lòng của mình, những cán bộ chiến sĩ hy vọng sẽ giúp đỡ được phần nào động viên người dân tại xã Đắc Rinh, Đắc Rê nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, chỉ trong một tháng thực hiện kế hoạch về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 83 trường hợp dương tính với ma túy. Thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục chỉ đạo Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tập trung xử lý các hành vi cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy.